Chào mừng các bạn đã đến với channel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về một chiếc điện thoại thương hiệu Việt có giá cả khá thấp nhưng giá trị sử dụng thì lại cực kỳ cao. Và chúng ta sẽ cùng xem X-Grand có gì hay và dở. Như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu với lại thiết kế. X-Grand có thiết kế khá là thời trang với những đường cắt kim cương chạy dọc thân máy cùng với lại vật liệu nhôm cao cấp. Tuy nhiên thì thực tế X-Grand chỉ có phần giữa thân máy là được làm bằng nhôm mà thôi, còn lại thì hai đầu trên dưới sẽ được làm bằng nhựa. Điều này thì sẽ dẫn đến việc là hai đường cắt kim cương sẽ chỉ chạy đến gần hai đầu và sẽ dừng lại. Tiếp tục thì sẽ là những cái đường cắt kim cương nhưng mà là bằng nhựa. Đây, hai cái phần này thì đã bằng nhựa mà thôi. Chính cái thiết kế này thì đã giúp cho Pride X-Grand tránh được những đường chỉ nhựa thường thấy ở những chiếc máy nhôm nguyên khối như là One M9 hay là iPhone 6. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có thể thấy bóng dáng của chiếc HTC One M9 khi mà mặt lưng bo cong về các cạnh. Camera thì sẽ lớn và hình vuông lồi lên trên một chút. Khác biệt thì như mình đã nói, Mobistar Pride X-Grand sẽ không có những cái đường chỉ chia cắt mặt lưng, thành ra trông lại còn đẹp và thoáng đãng hơn khi mà so sánh với lại HTC One M9. Cạnh phải của X-Grand thì khá là đẹp với nút nguồn và nút tăng giảm lượng được làm bằng nhôm, rất là cân đối. Còn ở phía bên trái thì rất tiếc là khay SIM lại bị đặt lệch một chút. Máy có độ mỏng là 8,7mm, không phải là một con số quá là khủng khiếp, nhưng mà do thiết kế bo cong bốn cạnh cho nên là nó sẽ mang lại một cảm giác mỏng cũng như là rất ôm tay khi mà cầm chiếc máy. Ở mặt trước thì lại một lần nữa chúng ta bắt gặp những đường nét của họ hàng nhà HTC One khi có sự xuất hiện của hai giải nhựa màu vàng ở trên và dưới màn hình. Chỉ tội là hai cái giải này làm bằng nhựa và không chứa cặp loa boom sao huyền thoại của HTC mà thôi. Loa ngoài của X-Grand thì sẽ làm ở mặt sau cơ. Màn hình của X-Grand thì sẽ có kích thước là 5,5 inch và sẽ có độ phân giải là Full HD. Độ chi tiết thì khá là tốt, còn màu sắc thì không được tươi tắn cho lắm. Một điểm nữa là do cái viền màn hình này khá dày cho nên là kích thước của máy có phần hơi to so với lại một chiếc máy 5,5 inch. Còn lại thì không còn gì nói, trải nghiệm với màn hình to đương nhiên là rất sướng rồi. Nhất là khi X-Grand có cấu hình khá là tốt với con chip lõi 8 1,3GHz của MediaTek mang tên mã là 6753 cùng với lại 3GB RAM. Còn về pin thì đây chính là một điểm sáng hấp dẫn ở trên Prime X-Grand. 3200mAh chắc chắn là sẽ đủ để cho các bạn vượt qua 1 đến 2 ngày, thậm chí là nhiều hơn với chiếc máy này. Về camera thì chúng ta sẽ có một chiếc 13 chấm và một chiếc 5 chấm tự sướng ở trên X-Grand. Chất lượng thì cũng chỉ bình thường thôi, không quá nổi bật. Chia sẻ một chút về phần mềm của chiếc máy mang thương hiệu Việt này thì Mobistar có trang bị cho chiếc máy một cái launcher mang tên là Star Launcher. Cái launcher này thì nó sẽ có riêng wallpaper cũng như là app drawer. Một điều rất là đặc biệt là khi ở cái launcher này chúng ta vuốt từ phía mép màn hình ở bên cạnh trái sang thì chúng ta sẽ có thể vào một cái nó giống như kiểu là action center của những chiếc iPhone, có thể bật tắt một số những cái kết nối cơ bản và có thể tăng giảm một số âm lượng như là âm lượng báo thức, âm lượng đa phương tiện, âm lượng nhạc chuông. Một điều nữa là cái tất cả những cái phím cảm ứng ở trên X-Grand thì có thể ẩn đi và mang lại một cái màn hình rất là rộng lớn. Khi mà chúng ta cần thì chúng ta sẽ lại vuốt lên và những cái nút nó sẽ quay trở lại. Ngoài ra thì những phần khác của giao diện của chiếc máy này thì nó khá là tương đồng với lại những chiếc máy chạy Android gốc. Đây, chúng ta có phần Bluetooth 3 khá là Android gốc và phần setting thì cũng như vậy. Ở trong setting này thì chúng ta sẽ có một phần là giao tiếp thông minh. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể cài đặt một số những cái thao tác để có thể bật ứng dụng ngay khi mà màn hình đang tắt. Ví dụ như là viết chữ C là mở máy ảnh này, viết chữ M là nghe nhạc, thử xem sao nha. Màn hình đang tắt này, viết chữ C hơi lâu một chút, tuy nhiên thì đó, máy ảnh đã lên và chúng ta có thể chụp ảnh. Và như vậy là mình đã vừa chia sẻ với các bạn những suy nghĩ cũng như là những nhận xét của mình sau 2 tuần sử dụng chiếc Mobistar Prime X-Grand. Nhìn chung thì đây là một chiếc máy rất tốt khi mà so sánh giữa giá trị và giá tiền, khi mà chiếc máy này chỉ có mức giá là 4,49 triệu đồng. Chỉ với 4,49 triệu đồng thì chúng ta sẽ có được một chiếc máy với thiết kế rất đẹp, vật liệu cũng rất cao cấp nữa là bằng nhôm. Chúng ta còn có một viên pin có mức dung lượng lên tới 3200mAh, một cấu hình khá là tốt với con chip lõi 8 1,3GHz cùng với lại 3GB RAM. Một chiếc máy rất đáng để chúng ta ủng hộ và sử dụng, nhất là khi chiếc máy này mang trên mình một thương hiệu Việt Nam, Mobistar. Còn bây giờ thì xin đừng nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau của HTC Channel.